để suy nghĩ của bạn có thể tạo ra tiền bạc và thành công cho bạn. Mọi suy nghĩ của bạn đều trở thành một phần cố định trong nhân cách của bạn. Mọi suy nghĩ của bạn, dù tốt hay xấu, đều là một dạng năng lượng có thể gây ảnh hưởng tốt hơn hoặc xấu hơn đến những người tiếp nhận đó. Quan trọng hơn, suy nghĩ của bạn còn ảnh hưởng đến chính bản thân của bạn nữa. Bạn trở thành người mà bạn hay nghĩ đến nhất. Nếu bạn nghĩ về thành công, bạn sẽ buộc trí óc của mình tìm kiếm thành công và bạn sẽ thu hút một lượng lớn những nhân tố thành công về phía mình. Ngược lại, nếu như bạn nghĩ về thất bại và những nỗi buồn, bạn sẽ trở thành người đau khổ và thất vọng. Hãy giữ cho tâm trí của mình luôn tích cực. Vào khoảnh khắc bắt đầu cảm thấy sự tiêu cực đang rình rập quanh mình, bạn hãy chủ động giảm thiểu tối đa những ý nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những ý nghĩ tích cực, và bạn sẽ thấy rằng mình sẽ thu hút rất là nhiều nguồn lực, những quỹ nhân phù trợ hay là nhiều những nguồn lực khác hỗ trợ cho cái việc thành công, gia tăng tiền bạc của bạn. Và hãy theo dõi kênh của Lành để có thể đón nhận thêm nhiều video giá trị nhé. Hoặc là bạn chưa có cái môi trường để có thể là học cái cách điều chỉnh tâm thân trí của mình, thì có thể là nhấn vào link nhận Savata để học tập cùng Lành, một môi trường miễn phí giúp cho bạn thành công nhé. Lành xin chào.